Thưa quý vị, Đà Nẵng là thành phố duy nhất ở miền Trung nằm trong danh sách năm thành phố trực thuộc Trung ương, được xác định là trung tâm cấp quốc gia, là đầu tàu động lực dẫn dắt sự phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, để phát huy vai trò, thời gian qua Đà Nẵng đã nỗ lực phát triển kinh tế xã hội cũng như thu hút đầu tư, tranh thủ tận dụng mọi cơ hội để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nhất là các thị trường tiềm năng trọng điểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, tổng vốn thu hút đầu tư khu vực ngoài khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng 10 tháng qua tăng mạnh, đạt gần 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng thu hút án đầu tư vốn FDI tính đến ngày 15 tháng 10, thành phố Đà Nẵng đã thu hút được gần 177 triệu đô la Mỹ, đạt 135% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nổi bật là khu công nghệ cao thành phố thu hút được một án sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư 135 triệu đô la Mỹ khi doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng, tôi nhận thấy sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ chính quyền và các sở ban ngành của Đà Nẵng. Về thủ tục đầu tư cấp giấy chứng nhận và triển khai dự môi trường làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng cũng rất tốt, tôi rất thích. Với sự phát triển nhanh chóng của thành phố cùng với nhiều tiềm năng phát triển, với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Đà Nẵng, tôi cam kết sẽ tích cực làm cầu nối để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư nhiều hơn vào thành phố. Bởi tôi đã sống ở Đà Nẵng 25 năm qua, tôi hiểu rất rõ về Đà Nẵng. Đà Nẵng có nhiều cơ hội tiềm năng để phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau như dịch vụ thương mại, công nghệ cao uh, là nơi rất đáng để đầu tư. Lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố có khoảng 38.000 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 245.000 tỷ đồng, hơn 760 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 210.000 tỷ đồng và hơn 1.016 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt hơn 4,2 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Đà Nẵng với hơn 230 dự án. Tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 26% vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng. Tôi đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của Đà Nẵng. Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Đà Nẵng khá hiệu quả, nên hiện tại, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã có nhu cầu tìm hiểu và mong muốn đầu tư vào Đà Nẵng, nhất là ở lĩnh vực năng lượng sạch. Đây cũng là lĩnh vực mà chính phủ Nhật Bản ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp phát triển. Hoa Kỳ cũng là nhà đầu tư chiến lược của Đà Nẵng với 81 dự án, vốn đăng ký gần 500 triệu đô la Mỹ, đứng thứ ba về dòng vốn FDI đầu tư vào thành phố, chủ yếu là trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Hiện rất nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ mong muốn đầu tư vào Đà Nẵng ở nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ thông tin, tài chính, du lịch, cảng liên chiểu, logistics, vân vân. Tôi cùng đoàn doanh nghiệp của Hoa Kỳ đến Đà Nẵng để tìm hiểu môi trường đầu tư. Tôi đã đi thăm qua khảo sát một số nơi trong khu công nghiệp và cảng biển và cũng được ban xúc tiến đầu tư thành phố giới thiệu về những lĩnh vực mà Đà Nẵng đang tập trung thu hút đầu tư. Qua đó tôi nhận thấy Đà Nẵng có nhiều tiềm năng phát triển nên tôi đang tìm hiểu kỹ hơn để tính toán việc đầu tư vào đây. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, thu hút FDI Đà Nẵng những tháng tới sẽ tiếp tục khởi sắc bởi có nhiều nhà đầu tư đã đăng ký sẽ tham gia đấu giá các lô đất của thành phố và dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ thu hút hơn 200 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng. Hiện thành phố cũng đang nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu, qua đó tranh thủ mời gọi các nhà đầu tư mới, các nhà đầu tư chiến lược, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là thị trường trọng điểm